đoạn video mới hai đường Huỳnh Đình Hai ha, phường 14 quận Bình Thạnh. Hai giờ khuya là bắt đầu buôn bán rồi, còn ban ngày thì không khí như thế này nè. Trời chiều rồi, mưa tới rồi. Cái ban ngày thì chưa có xong việc, chiều thì mưa gió, trưa thì nắng nôi. Bên kia có con đường Nguyễn Thiện Thực nữa kìa. Nguyễn Thiện Thực này Bình Thạnh ha. Thôi để mình trải hết Huỳnh Đình Hai xong mình vòng lên rồi mình hơi quẹo qua Nguyễn Thiện Thực bên đó. Là nó ra đường Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh ha. Đi cái nó chạy qua đường khác hết trơn. Nó ra đây là nó gặp Bạch Đằng ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi thẳng Phan Chu Trinh xong mình vòng lại ha. Bạch Đằng thì mình đi nhiều quá rồi, mình không đi nữa. Mấy con đường lớn đó chạy qua chạy lại chạy miết rồi. Phan Chu Trinh này trên quận 1 luôn không có nữa. Khu Bình Thạnh này nhiều tên đường được lặp lại lắm luôn á. Phan Chu Trinh nè, Nguyễn Thiện Thực nè. Hoàng Hoa Thám. Lát chạy xuống Hoàng Hoa Thám. Giờ đi Phan Chu Trinh ha. Phan Bội Châu nữa nè, ô quá trời đường. Xe giò nhét vô bánh tiêu hoặc là bánh bò.
chợ võ trường toản. Chạy vòng chợ xong ra tới chợ luôn. Video mua cam ha. Rồi mua cam đây.
lấy cái camera nó không vô hình mình nó cam. Rồi đi. Đây có áo mưa nè. Trung bình có áo mưa giờ 100 người. Áo mưa mặc được á. Phoenix, Phoenix,
Agni Omnes. Tiếng gì đâu, ông biết tiếng gì không? Đấy, gì nhận hả? Quá bự luôn. Kêu là cái gì vậy? Gì canh ngọt, bánh canh ngọt hả? Ăn chay được phải không? Nhiêu bịch? Bịch 10.000 hả? Cho con bịch thôi. Bánh canh ngọt ăn chay được. Cái gì tàu hũ đó nó có nước cốt dừa à. Là than nó nấu chuẩn bị đồ nghề y như là bán tủ rồi đó, than cốt. Cây cối
chai nữa kìa. Chị ở trước này bán chai nhiều. Cái chị hồi nãy nướng bắp, bắp đó, bắp có nước cốt, nhai được ra. À, Phan Chu Trinh nè, đây là Vũ Tùng Lâm Thẳng. Để thử coi Vũ Tùng Lâm Thẳng nó ra gì. Xong rồi còn lại lên Phan Chu Trinh. Mực 10k cháu lòng 17k. Cháu mực á là người ta dùng mực khô á, khô mực á, khô nhí 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 á, xong rồi ta nướng ta xé sợi ra bỏ vô cho cháu ngọt. Nhồng lên đi ha. Hẻm nó lùng 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 lùng. Hơi nhồng lên. Cổ phần kỹ nghệ, kỹ thuật công nghệ Sài Gòn, Sài Gòn Technology, INC. Nó làm cái chấm của cái tòa nhà. Dừng nó đi ha, xanh.